cả các bạn đã quay trở lại với channel của Hacom. Các bạn có nhớ bộ PC ngay đằng sau mình hay không ạ? Một bộ PC rất là độc đáo đã được chúng mình lắp trong livestream gần đây nhất. Có thể chưa xếp hình ở trên cái vỏ cây này. Và vị khách này thì trong livestream cũng chưa muốn là thể hiện lộ mặt ra, nhưng mà sau 7749 lần chúng mình thuyết phục thì cuối cùng anh ấy cũng đã đồng ý rồi. Vậy thì hãy để xem vị khách bí mật này là ai nhé. Bây giờ thì mình đã lên đến phòng của anh khách này rồi, nhưng mà nãy giờ ở nhà thì không thấy ai ở nhà cả. Vị khách đi đâu mất rồi nhỉ? Ê, khách đây anh em. Và đây chính là vị khách đặc biệt của chúng ta, bởi vì bạn ấy chính là nhân viên quay phim của Hacom mọi người ạ. Nếu mà bảo là tự mua xong rồi tự đi quay phim thì mọi người lại sợ là bảo fake. Nên là nói chung là sau 7749 lần mà mình đã thuyết phục thì bạn ấy cũng đã đồng ý là cho bọn mình đến thăm nhà của bạn ấy. Đúng rồi, tại vì cũng giống như trên hình thôi, ở ngoài Phương cũng nói nhiều lắm nên thôi cho Phương quay cho nhanh. Thế thôi, bây giờ mình đi thăm tệ xá của Hưng tí nha. Ok, mời mọi người. Hưng tự bê luôn. Ok. Và có lẽ đây là một vị khách hàng đầu tiên tự mua, tự setup máy. Bây giờ thôi, khách tự bật máy luôn đi ạ. Rồi, đến luôn. Hài lòng về sự lắp đặt của em không ạ? Quá hài lòng không ạ? Đây, bây giờ trước khi mà chúng ta đến chi tiết cái bộ máy này thì mọi người cũng nên là dạo qua một vòng cái tệ xá của Hưng để xem mà trong này tổng cộng có bao nhiêu bộ PC. Hưng giới thiệu luôn đi, bao nhiêu bộ này? Trước đây thì mình có hai bộ PC, một bộ chính của mình và một bộ để bên cạnh này. Làm gì lại? Đây, bộ để bên cạnh này, bộ đằng sau cơ, bộ này là bộ cũ. Thì và một cái PS5 và bây giờ thì thêm một cái cây mới. Sắm thêm một cây mới. Ít mà, có đơn giản là cái cây thứ ba thôi đúng không? Cái phòng bé trong tận 3 bộ PC. Phòng này chỉ để mỗi máy tính thôi mà có để làm gì đâu. Nói chung là đi làm vì đam mê thôi. Đấy, Hưng hiện tại là đã làm ở Hacom được khoảng nửa năm rồi, bạn thấy là làm ở Hacom nửa năm là có thể mua được bộ PC hơn 100 triệu. Chắc chắn là mọi người sẽ thắc mắc là tại sao một bộ PC hơn 100 triệu lại dùng cái con màn hình như thế này. Thì cái màn kia mình thích nhưng mà nó ở Hacom đang hết hàng. Rồi một vài hôm nữa về rồi mình cũng lại tự bê về nhà sau. Đấy, một khách hàng rất là trung thành, rất là... Bây giờ thì chúng ta sẽ đến chi tiết với cái bộ máy này nhé. Vậy thì tại sao mà Hưng lại quyết định chọn mua bộ máy kiểu có những cái linh kiện như thế này? Thực ra mình đồng nghiệp của Hoàng với của Phương rất là thân, nên là mình tin tưởng hoàn toàn vào Hoàng và Phương chọn linh kiện hộ mình. Mình chỉ được thích RGB và mình trả tiền thôi. Trả tiền hơn 100 triệu mọi người ạ. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ phải gọi là khám phá một chút về cái góc gaming 3 bộ PC luôn ở trong cái phòng này, ở một góc rất là chill nhá. Một thời gian thì cuối cùng thì chúng mình cũng đã hoàn thành, thực ra là một mình Hưng thôi hoàn thành xong cái công cuộc là setup chiếc PC 111 triệu này vào cái góc PC chiêu chiêu của Hưng. Và hy vọng là sau vài tháng nữa làm việc tại Hacom thì bạn Hưng quay phim của chúng ta sẽ sắm thêm một bộ PC thứ tư để thay thế cái bộ ở đằng sau kia nhá. Ok, cảm ơn Phương. Mình thì mình hoàn toàn tin tưởng vào Phương với Hoàng sau khi đã build cho mình cái bộ này, nhưng mà hôm nay Hoàng thì không có ở đây để hỏi, nhưng mà muốn hỏi Phương về hỏi Hoàng hộ là sao build 64GB mà check wireless lại ra 65GB RAM nhỉ?